Chào các bác yêu lan nhá. Hôm nay em có những cái giỏ lan nó rất là độc lạ và đẹp nhá. Mình tới các bác yêu lan. Đầu tiên lên các bác là một giò tam một dè tam màu sắc. Hàng nguyên dè nhá các bác nhá. Một mẹ là mấy con nhỉ? 1 2 3 4 5 6 7 8 con à? 3 6 7 con. Một mẹ 7 con nhá các bác nhá, một dè này nhá. Giá hương tầm ở sắc Lai Châu nhá. Hàng chất nhá các bác nhá. 450.000 đồng cho mã số 1 nhá các bác nhá. Cái dè này thì hôm qua mới về. Em ghép sẵn cho các bác. Các bác nào thích thì mua, không thích thì em lại để nuôi ạ. Tiếp theo nhá. Cái này thì em ghép thêm các bác. Đây nha các bác nhá. Một dè tam màu sắc như thế này nhá, mười mấy cặp lá nhá, 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 cặp lá. Cây mẹ này là 14 cặp lá nhá, như này các bác nhá. Ghép này đã đủ phê chưa các bác? Cái hay ấy này là em ghép thêm nhá. Đấy, mới ghép nhá các bác nhá. Dè này là 300.000 đồng các bác nhá. Cho mã số 2 300. Cái dè số 2 này là lá ngắn các bạn. Đây là dè kia thì hàng nguyên dè thì nó là chất rồi. Mã số 3 em lên cho bác một siêu phẩm. Trồn Lai Châu nhá. Đẹp thôi rồi. Cây này là cây mẹ con này, xếp rụt này, xếp rụt nhá, có 8 cây đều như vắt chanh luôn và có 2 cây bé hơn, có 1 cây em ghép thêm như này các bác nhá. Giỏ trồn này là 1.500.000 đồng các bác nhá, cho mã số 3 nhá. Nhà em hàng rẻ có, hàng đắt có nhá các bác nhá. Các bác thích dòng nào thì các bác đặt giỏ đấy ạ. Số 4 này. Số 4 là một giò hạc vĩ nguyên bản nhá. Như này các bác nhá. Nguyên bản và cái thân gỗ nó đã mục, em đằng cho đằng sau thì ghép đằng sau cái lũa vào rồi nhá. Như này các bác nhá, mã số 4. Nay để các bác 1 triệu đồng các bác nhá. Ui, giỏ vị nó nặng quá các bạn. Mã số 5 này. Trồn Lai Châu này. Cực phẩm này. Đấy. Lá này nó lỗi một tí sẵn từ rừng rồi nhá. Nguyên bản nhá. Một mẹ 2 con. Và có cả khóm hạc vĩ nữa này. Có 2 khóm hạc vĩ hai bên. 450.000 đồng cho mã số 5 các bác nhá. Trốn Lai Châu. Số 6 này. Vẫn là trốn Lai Châu. Giỏ này thì nhiều cây các bạn. Đôi 4, 6, 8, 10 cây. 10 cây nhá. Ghép dớn như này nhá. Như này các bạn nhá. Mã số 6 trốn Lai Châu. 350.000 đồng. Số 7 này. Số 7 là một giò kiều vuông hàng rừng nhá. Đây, bộ rễ của nó đã bám chắc rồi nhá các bác nhá. Mã số 7 kiều vuông 250. Kiều vuông lục bác coi nhá. Cái hàng rừng này thì nhiều bác là thích, rất thích chơi cái hàng rừng. Hàng rừng nó vậy thôi. Còn cái hàng gieo hạt và cái hàng công nghiệp thì nó lại mướt mát hơn nhá. Mã số 7 kiều vuông 250. Mã số 8 kiều vuông 280. Đây nha, bộ rễ của nó này. Đấy. Các bác trồng này thôi nhưng mà nó khi nó thuần như này rồi các bác về chăm nó rất là dễ nhá. Và đặc biệt là hàng rừng các bác chăm nó dễ.
Mã số 8, 280.000 đồng kiểu vuông nhá. Số 9 này là một giỏ trầm trắng nhá. Trầm trắng tôi 468 thân. Mã số 9 trầm trắng 200.000 đồng. Số 10 nhá bác nhá. Số 10 là một giỏ cáo Lai Châu. Đây nhá. Bản lá của nó rất là chất luôn. Có một cây hàng lá xếp như thế này. Mã số 10 nhá. Giỏ này 350.000 đồng. Cáo Lai Châu. Số 11 này tam bảo sắc nhá. Tam bảo sắc Lai Châu nhá, mã số 11. Như này các nhá. Mã số 11 200.000 đồng, tam bảo sắc Lai Châu. Mười hai là một giỏ hồ điệp rừng cộng với tam bảo sắc 201 nhá các nhá. Mã số 12 hồ điệp rừng. Có 5 cây hồ điệp rừng và có 5 cây tam bảo sắc 150.000 đồng. Hồ điệp rừng là một dòng lan nó rất là hiếm. Cực hiếm rồi. Đấy. 13 này. Một giò kiều vàng. Mã số 13. Đây, độ thuần của nó bác nhá. Mã số 13 300.000 đồng. Kiều vàng. Mã số 14 kiều vàng 180 ghép lũa nhá. Mã số 14 180.000 đồng. Mười lăm này, một giò tam bảo sắc, cây bé nhá các bác nhá, rất nhiều cây nhá. Mã số 15 200.000 đồng. Đây, nó ghép bằng dớn nhá, rất nhiều cây nhá, 200.000 đồng. Cô bác nào thích kèn rừng không? Hoàng thảo kèn rừng nhá, hàng mới bóc về nhá. Mới bóc về nguyên vỏ và được buộc lại trên ngủ gốc cây. Có một thân, hai thân, ba thân, bốn thân. Kèn rừng nhá các bác nhá. Kèn Lai Châu thì thực sự bác là nó là một dòng lan nó vô cùng hiếm. Nên giá thành nó tương đối là cao các bác. Cái này các bác nào mà có cây vú sữa hoặc là cây nhãn, cây vải, các bác về các bác ốp vào. Các bác bỏ cái dây vải ra các bác ốp vào thì nó phát triển rất tốt. Cái dòng này thì nó nói chung là nếu có cây rừng buộc vào thì là tốt nhất. 350.000 đồng các bác nhé, cho mã hoàng thảo kèm nhé. Mã số 15 nhé, 15 kèm rừng 350. Mười sáu này là một giỏ trầm rừng Điện Biên các bác nhé. Trầm rừng Điện Biên, mã số 16. Như này nhá. Trầm rừng Điện Biên 300.000 đồng. Trầm rừng thì cũng là một dòng lan giờ nó quá hiếm các bạn. Nên là mua của dân đất thì bán cho các bác cũng không bán được gì. Cho mã số 16 nhá. 17 này. Chồn Lai Châu. Có đôi 4, 5 cây nhá. 6 cây. 250.000 đồng. Cho mã số 18. Mười chín nhá. Chồn rừng, chồn Lai Châu nhá. Chồn rừng Lai Châu đôi 4, 6, 8, 10, 12 cây. 12 cây nhá các bác nhá. 400.000 đồng các bác nhá. Hàng đã thuần lâu rồi các bác nhá, mấy năm rồi. Tiếp theo một giỏ hài đuôi công các bác nhá. Đang lụ rồi. Chi chít lụ luôn. Giỏ này rất là nhiều lụ luôn các bạn.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 lụ nhé. Cái dòng hài đuôi công này thì hoa nó rất là bền luôn các bạn. Mã số 20 là hài đuôi công là 350.000 đồng các bạn nhé. Mã số 20, 350. Cái này giỏ nhựa các bạn. Các bác về thay giỏ. Thay bằng chậu sứ hay chậu gỗ gì đấy. Chậu sứ thì đẹp các bạn nhé. Mã số 20, 350. Mã số 21 là vẫn là hài đuôi công nhé. Còn này to hơn các bạn. To hơn nhưng mà hoa vẫn thế chứ. Đôi 4, 6. Mới có thấy 6 bông nhỉ. 6 bông. Thấy 6 bông nữa các bạn. Giỏ này là 450.000 đồng các bác nhé. Hài đuôi công. Giỏ này thì bản lá đẹp hơn. To hơn. Chậu to hơn nhé. 450.000 đồng. Cho mã số 21. Mã số 22 này. Vẫn là hài đuôi công này. Mã số 22. Giỏ này thì lở rồi các bạn. Mã số 22 180.000 đồng. Hoa bền tầm 2 tháng rưỡi luôn các bạn. Mã số 22 180. 23 vẫn là hài đuôi công. Giỏ này thì đang có đôi 4 nụ. Đang có 4 nụ nhé. Mã số 23 hài đuôi công 200.000 đồng. 24 là một giỏ hạc vĩ thiên cung nhé các bạn nhá. Cái dòng này thì hoa thơm luôn. Mã số 24 hạc vĩ thiên cung. Chi chít thân này. Khoảng 30 thân các bác nhá. Khoảng 30 thân, thân dài luôn. 500.000 đồng các bác nhá. Cho mã số 25. 26 này. Một trụ tam bảo sắc nhá. Phải gọi là trụ các bác nhá vì nó rất là to. Đóng thùng xốp to luôn đấy. Như này các bác nhá. Trụ này em đang, những cái trụ tam bảo sắc này em đang bán với giá là thanh lý 450.000 đồng cho mã số 26. Cái này ghép 3 mặt các bác nhé. Ghép 3 mặt. Trụ này đầu tư 2 năm rồi các bạn. Đây là mất rất nhiều công và giống đã mất nhiều rồi các bạn. Mã số 25, 450. Mã số 26 này. Giỏ này để cho các bác 400.000 đồng các bác nhé. Mã số 26. 400. 27 đây. Giỏ này quá đẹp luôn các bạn. Mã số 27 450.000 đồng. Giỏ quá chất luôn nhá. Vâng, giỏ lan vừa rồi kết thúc video nhà ngày hôm nay. Cảm ơn theo dõi video.